Rồi. Ông con là CN khó khen là cạn he, đúng rồi. Ví dụ điển hình là meton và phản ứng đặc trưng là phản ứng thế. Thì nếu là alken, hiện trả lời luôn cho thấy một câu này, nếu là alken thì công thức chung là gì hiện? Là C CnHn, đúng rồi, không cả không trừ. CnHn n đối với alken là C lớn hơn hoặc bằng ha. Alken là chất đầu tiên là ethylene, và nếu alken thì phản ứng đặc trưng sẽ là phản ứng cộng, các cái hydro carbon không no thì phản ứng đặc trưng là cộng. Rồi như vậy nhìn cái tình hình như này, các em gạt một cái câu này thì em ôn luôn tất cả các cái giải đồng đẳng của nó, được chưa? Lấy cái công thức chung. Rồi câu số 2, Hoàng Diệu. Dạ thưa cô là C6 lớp 14. Đúng rồi, ấn ấp cái công thức C nào khác C nào cạnh he vô thì đây nó thỏa mãn là C6 hết 14 thôi. Còn cái anh này C3 hết 8, nếu mạch thở thì phải là alken. C5 hết 8 là CN, nó ứng đúng với CN khác CN trừ ha, bởi vì nam nhân hay là mờ trừ ha, thì nó có thể là alkin hoặc là alkadien. Alkadien mà C5 hóa 8 là có isobaren đó, C3 hóa 6 mạch thở thì nó là alken. Được câu số 3 rất là quan á. Bây giờ cái A này, khi em viết các cấu tạo rõ ra này, C đây CH3, cái dấu mặt đơn á là có nghĩa là cái nhóm nó gắn vô, cái nối đôi đây CH2, thì dĩ nhiên ở đầu mặt không có đồng phân hình hạ. Xin lỗi mấy bạn nha, cái chỗ này bạn xóa số 2 dùm cho cô đi với. Thì chất nào trong số này sẽ có đồng phân hình hạt? Chất nào sẽ có đồng phân hình hạt? Châu Quyên, Cô là câu B cô. câu B, chất này có cái tên gọi là gì Quyên biết không? Dạ thưa cô là bu ha an cô. Đúng rồi, bốn gặp bao em cứ đặt bu nè, đánh số là bu hay em nhắc mày ra bản rồi. Chất thứ ba thứ tư cũng đều là ăn can, giờ quen đặt tên chất thứ ba, cái đáp án C này nếu đặt tên là nó là gì? Dạ thưa cô là bu một an. Đúng rồi, bu một em, có khi người ta gọi mình hỏi mình đặt tên thôi, cái chất D này sẽ đặt là gì em? Dạ thưa cô là ham tinh bu một an không? Đúng rồi, hemetin bu một an, em đặt nhiều nó thành thuốc quan. Câu số 4, tú Là bốn bốn b. B, bu na là cái chỗ bu ta một ba dien, bu ta một ba dien, cái công thức là bu là bốn na, ha cái nối đôi ở vị trí số 1 và số 3 ha, ha hả hả Hk, đây là buta-1-ba-dien. Cái chất thứ hai mà cô càng các bạn phải nhớ đó chính là isobaren. Thì em coi thử isobaren nó có cái công thức là gì? Tú, isobaren có cái công thức như thế nào Tú? Isobaren là ham meeting của tôi một body end là ham CH3 cái nhánh. Đúng rồi, nhóm CH3, như vậy đây là nối đôi, đây là nối đôi. Và trong tất cả những các alkadien liên hợp, tối thiểu các bạn phải nhớ alkadien á. Các bạn phải nhớ hai thằng này, buta-1-ba-dien và isobaren. Rồi coi là nếu như isobaren này mà trùng hợp thì nó ra cao su isobaren.
Còn buta một body end trùng hợp ra kusubuna. Và nhớ thêm Yago là cái phản ứng cạm brom, cạm hx theo tỷ lệ 1:1, hướng cạm 1 hay hướng cạm 1 bóng theo nhiệt độ như thế nào để xác định cái sản phẩm chính đó. Nha. Và nhớ. Bây giờ câu số 5. Xe bóng nó 6. Người ta hỏi mình unking. Unking là nhìn vô là hợp chất có cái liên kết gì thì gọi là unking đây Quỳnh Văn. Dạ thưa cô là có liên kết 3. Đúng rồi, có liên kết 3 CC thì gọi là unking. Như vậy C6 hất bóng nó ứng đúng với công thức C nào hất xe nào thì ha, có một cái nối 3 thì hoặc là nối 3 nó ở đây. Dạ. Hoặc là cái nối ba nó ở đây. À. Thì đặt tên Thịnh, đặt tên cái thứ nhất tên là dây Thịnh. Thịnh ơi. Dạ là dạ bu một yên. Đúng rồi, bu một yên. Và bu hê yên. Và Thịnh trả lời luôn cho cô nè. Cô muốn phân biệt hai cái chất này bằng phương pháp hóa học thì em dùng cái thuốc thử gì? Cả lớp suy nghĩ nha. Ví dụ trúng cái câu trách nhiệm đó thì vậy. Nếu mà hai này bằng phản ứng hóa học thì dùng cái thuốc thử nào đây biết không Thịnh? Không biết thì trả lời không biết của gọi bận khó nha, nói nhanh nghe. Đã không quan. Quang ơi, dạ. Nếu như chất này á, mà cô yêu cầu là dùng cái phản ứng hóa học để nhận biết thì em dùng cái thuốc thử gì? Đó, cô là con mà nấu bóng. Không đúng, đã có liên kết bi là nó đều mắc màu ca mà nấu bóng như nhau, cho nên không đúng. Chất này cực kỳ quen mà. Sa? Dạ thưa cô là argon NO3 trong NH3. Đúng rồi, nhận biết âm tin có nối ba đầu mạch sao em ấy. Dung dịch bọt nitrat trên ammoniac chứ. Em phải cô kỹ ngang, cô kỹ bề mà nhớ cô giỏi này. Đây, khi đà rô này liên kết với cặp bông nối ba, nó thế được bọt cho nên các anh này trang bọt nitrat trên ammoniac. Thì nó thế vô nó tạo cái chất như thế này, CaR. NO3 giữ nguyên C, CH2, CH3. Và cái tủa này màu gì nhớ không sao? Dạ màu vàng cô. Vâng, còn anh này nó không phản ứng bởi vì không có cái hydro như vậy, có nghĩa là không có cái hydro liên kết trực tiếp với carbon NO3, cho nên này không xảy ra phản ứng. Và cô nhắc các em á là ở đây là nó cái thuốc thử này và cái phản ứng này đặc trưng cho những cái ion một yên hay là ion kinh có cái hydro mà liên kết trực tiếp carbon với ba này, không được quay nha. Là phân biệt ion can, ion kinh với ion ca với lại ion con thì cũng có thể dùng này. Câu số 6. Câu số 6 Phạm Minh Phát. Giờ có o. Câu A. Styrene có công thức như thế nào Pháp nhớ không? Dạ, xe tóm hất tóm. Xe tóm hất tóm, cái cáo tạo nó là một cái vàng benzen nha. Người ta có thể viết lại nó là C6H5. Đây, cái liên cái nhóm vinin gắn vào vàng benzen. Cho nên là styrene người ta còn có gọi tên khác là vinin benzen. Được chưa? Có thể viết, người ta có thể viết như thế này. C6H5. CH nói đâu CH ra. Phát đạt luôn công thức của chất tiếp theo metan. Giờ xe hất bóng này benzen phải
Dạ C6H6. C6H6 có phần minh danh. À. Còn toluen. Dạ C7H8. C7H8 đó là cái phần minh danh. Có gắn thêm một cái nhóm CH3 gọi là cái đồng đẳng gần nhất của benzen á, viết lại là C6H5CH3. Có nghĩa là khi vô đề thì cái cách người ta gõ người ta có thể viết cách này và cách khác. Thì các em thấy này, để làm mất màu cái dung dịch mà rôm á, thì metal và ancol là không thể rồi nè, vòng benzen là không thể nè, toluen không thể. Còn nó chỉ có thể cái styrene như bạn Phát chọn, thì sao? Vì nó có cái nhóm này nè, nó giống như cái ancol vậy. Cái anh này á, mà cho cái dung dịch brom vô các em thì nó ra dạng này C6H5. Đây là phản ứng cạm đặc trưng của hydro carbon không non CHPR, CHPR. Đó, nên nó làm mất màu dung dịch brom. Các em nhớ nha, từng cái ý nhỏ nhỏ này. Cái đề rồi họ cũng xấu qua xấu lẹ thôi, chỉ có về cái công khó mới thay đổi, nhưng mà thay đổi trên phương pháp thì cũng giống nhau. Nên đây là những cái lý thuyết tối thiểu các em phải học, học để mà sau năm còn học tiếp. Unking benzen, người ta còn gọi cái này là giả đồng đẳng của benzen. Giả đồng đẳng của benzen. Thì cái gốc unking á là cái gốc no. Thì cái công thức này, nó lấy cái benzen đi thì nó là CnHn trừ mấy. Ví dụ 6 thì còn 6 thì thành ra trừ mấy đây. Tiên. Dạ thưa cô, trừ 6. Đúng rồi, và N tối thiểu bằng mấy em? Dạ bằng 6 không? Đúng rồi, cái vòng benzen đây này là chất nhỏ nhất là tối thiểu, nên như vậy N phải lớn hơn vòng bằng 6. Đáp án D. Câu số 8. Thương. Dạ em biết cô. Đáp án nào? Là... Dạ kêu gió. Không đúng rồi, em phải tư duy một tí. Bây giờ kêu gió, thuốc diệt cỏ, phẩm nhuộm, nhiên liệu cho động cơ, ví dụ như là xăng nè, dầu nè, được chưa? Khí nè, vân vân, chủ yếu là xăng dầu. Thì ở đây các em biết đó, là nó là những ăn cơm, chứ xăng dầu là những cái ăn cơm những gì. Đây là nhiên liệu động cơ. Còn phenol nó có nhóm OH không? Đi đốt cháy để sinh ra năng lượng cái này cả. Mà keo gióm ure formaldehyde chứ các em, là keo gióm mà nó có chữ phenol, ure phenol formaldehyde. Đó. Rồi thuốc diệt cỏ, H4D, H4T, cô từng nói là nó điều chế từ phenol, nó có lẫn chất độc dioxin á, phẩm nhuộm. Như vậy đáp án là đáp án C nha. Câu số 9. Hương. Giờ đứa cô là thưa cô là rồi đi tiếp. Tổ lô. Phương pháp sinh hóa này cơ. Ancol ethylic là CH5OH. Và anh này, anh có thể điều chế được tất từ tất cả bốn các chất này. Nếu như nó điều chế bình thường, từ aldehyde acetic là CH3CHO, cạm hydro. Thì niken nhiệt độ xúc tác nó về lại ancol này. Từ etin clorua là CH5CN dẫn xuất haloren ở trong kim. Đúng lắm. CH5OH cạn là acen là. Từ ethylene hợp nước. Ethylene này hợp nước tăng cái điều kiện hóa cạn nó ra ancol ethylic. Cũng được luôn. Nhưng mà sinh hóa là người ta có quá trình này đi từ tinh bột này. Trong cơ thể mình là tinh bột có công thức là C6H10O5 tất cả N làm. Đúng chưa? Nó cạn N nước, thủy phân. C
Cái điều này nó có thể xả ra trong môi trường axit đun nóng hoặc là trong cơ thể mình dưới tác dụng của enzyme NC6H12O6. Đây là glucose. Từ cái glucose C6H12O6 dưới tác dụng của enzyme là lên mang rượu, nó ra CH5OH chạm với HCl. Thì cái quá trình này người ta gọi là phương pháp sinh hóa. Và cái bài toán hiệu suất ở trong này nó rất là quan trọng. Mà cái đề này cái câu cuối là cô đưa vô cho các bạn để cô giảm phần này đó. Còn những chất khác cũng điều dễ được nhưng không gọi là phương pháp sinh hóa. Có bạn chịu khó viết để nó nhớ. Xíu này xuống này chỉ nha. Câu số 10 Thiên An. Dạ cô. À, không đúng. Đúng rồi, đây là chất oxy hóa. Còn hydro là chất hở. Aldehyde nó có vừa tính oxy hóa vừa có tính hở, nhưng trong phản ứng này nó là chất oxy hóa. Còn trong phản ứng nào, anh có thể lấy một phản ứng nào mà aldehyde nó là chất hở không? Dạ, tác dụng với oxy hoặc là dung dịch boron hoặc là carbon O bóng. Đúng rồi, cái anh này nó đáng về chất hở khi nó tác dụng với chất oxy hóa, ví dụ oxy thì xúc tác mangan hay cả thì nó ra CH3CO hết. Câu 11, chất làm quỳ tím hóa đỏ. NaOH làm quỳ hóa xanh. Phenol có làm quỳ đổi màu hay không hề? Bảo. Cô là không. Có không Bảo? Dạ không. Đúng rồi, nó là một axit ngang nhưng tính axit rất yếu, không đổi màu quỳ, thậm chí là yếu hơn axit carbonic, cho nên không đổi. Ông Quân dĩ nhiên là không đổi rồi. Quỳ tím hóa đỏ là có axit này, đây là axit carbonic. Câu 12 Kiệt. Rồi HD. Kiệt đó là D. Đúng rồi, axit acetic có cái công thức là CH3COH và nó là tính axit cho nên nó không phản ứng với cái kim loại đứng sau hydro. Do đó đáp án sẽ là đồng. Câu 13 cái hình vẽ này chính là natri acetate. Cạn hỗn hợp vôi tơ suốt. Đây là điều chế meta. Cho nên các ống nghiệm nó chút xuống này, đun nắng hỗn hợp này, sau đó thu bằng phương pháp dài dưới nước, cho nên khí này là khí meta. Cũng cái hình này mà họ hỏi khó thì nó sinh ra nhiều thứ. Đó, bây giờ quay qua đây. Buta một barium. Nhắc lại cái công thức của buta một barium tác dụng với boron tỷ lệ một một. Có bạn trả lời ra đây, bạn Thịnh là 14C phải không? Thiệt không? Không đúng, là 14C không đúng, tác dụng boron. Bạn là nhắn đáp án hả Tuyên? Dạ C. C nó ra cái gì chị? Chắc như thế nào? Tỷ lệ 1:1 như vậy là trong sản phẩm còn một bi. À, bạn tiền C có bạn B, chưa chắc bạn nào đúng. Tôi đang bảo ý bạn tiền ba cá. Thứ nhất là nó cạn theo tỷ lệ 1. Ha. Có nghĩa là còn lại một bi. Một
Thứ hai, nó cảm theo tỷ lệ một bóng. Thì B nó còn lại các bóng số 2 và số 3. Em sửa lệ, kiệt đổi lệ là từ 14C sang để coi thử. Thịnh là 14C nè, Gia Kiệt 14C đổi lệ 14B, sửa lại 14C, rối hết nha. C là đáp án đúng. Vì sao biết không? Họ hỏi bao nhiêu sản phẩm cái chất thứ hai nó có đồng phân hình thành. Cho nên được tính bằng ha. Thấy đồng phân hình hợp chưa? Cho nên nó là C. Nếu họ hỏi là bao nhiêu cái cấu tạo hay là bao nhiêu cái đồng phân cấu tạo thì chọn đáp án B, nhưng họ hỏi là có bao nhiêu chất chọn C. Bây giờ thôi bỏ qua đồng phân hình hợp có hơi hướng chạm này. Cô hỏi nếu cô thực hiện phản ứng ở 40 độ C thì sản phẩm nào sẽ là sản phẩm chính tuyến? Giờ cô là một hướng cạn một bóng cô. Nhiệt độ thấp ưu tiên hướng cạn một ha, nhiệt độ cao ưu tiên hướng cạn một bóng. Như vậy sản phẩm đây là nhiệt độ cao, còn nhiệt độ thấp là âm 80 độ C này. Như vậy đây. Câu 15. Cho Broban tác dụng với HCl là họ kiểm tra cái quy tắc mất có gì có đó. Nó có hai cái sản phẩm chính là sản phẩm giàu là giàu thêm. Như vậy sản phẩm chính là CH3, CH, CN, CH3. Yeah. Sản phẩm phụ thì ngược lại là CN là CH3. Đây là sản phẩm chính. Trong 16, benzen styren và toluen chọn cái gì đây à. Quang bây giờ cho trả lời lẽ dùng gì Quang? Dạ con mà nào ô bóng. Đúng rồi, con mà nào ô bóng đáp ấm đi. Mắc màu ở nhiệt độ thường. Mắc màu. Còn đây đun nắng mắc màu. Còn benzen đun nắng cũng không mắc màu. Câu 13. Phenol tác dụng với dung dịch brom. Do nhóm OH nó đẩy làm cho vòng benzen dễ thế. Đây là ảnh hưởng của nhóm OH đến vàng. Nó thế vào 3 vị trí 2, 4, 6. Khi viết được phương trình tính được em mà lấy ra thì bài này còn ra. Cái anh này nó thế cho nên nó còn lại lọc. BLR3 này, cái chất này là BLR3 này. C6 còn lại hot he thôi. Chỉ còn he vị trí này có hydro thôi. Hot he. Ô hả?
Như vậy n cái tủa nó bằng 9,93 chia cho 331 là bằng 0,03. Nó bằng số mol của phenol. Không phải 0,3 nhân cho 9 là đáp án là 2,82. Câu số 18. Axit formic HCOOH cộng với NaOH nó ra HCOONa cạn nước. Vừa đấu thu được 4,08 thì anh này là 4,08 đem chia cho em mà lớn này là 68. Là bằng mấy em? Dạ 0,06. 0,06. 0,06 nó bằng cái số mol NaOH, bởi vì tỷ lệ này là axit đơn chất một màu. Như vậy V nó bằng 0,06 chia cho 0,6 là bằng 0,1 lít, là bằng 100 ml đáp án A. Nhớ cái li tiết, ví dụ ít nhất là bỏ màu mà quay là thì nhớ axit còn biết rồi. Axit nên đang tác dụng với baza sinh ra muối cạn nước. Tiếp tục câu 19. Etilen là CH4, acetilen là CH2, viết như thế này. Tổng này là 0,3 mol. Vì 6,3 cho qua bọt nitrat trên ammonia. Phản ứng này, đây này, chỉ riêng có acetilen tác dụng chứ còn etilen không tác dụng. Cho nên cái khí nó sinh ra vẫn không tác dụng, đó là etilen. Và các cái tủa là CaRe, đó ba CaRe, cái tủa màu vàng bạc acetylen luôn. Số mol cái tủa được tính bằng 28,8 đem chia cho 240 là bằng 0,12. Như vậy suy ra cái số mol của CH4 là bằng 0,3 trừ 0,12 là bằng 0,18. Như vậy phần trăm thể tích nó bằng 0,18 chia cho 0,3 nhân 100% là bằng 60%. Bài này người ta có thể cho các em á là phần trăm khối lượng, thì khi đó mình tính ra số mol rồi mình tính lại cái khối lượng hỗn hợp rồi mình tính phần trăm khối lượng cũng được. Rồi hoặc là người ta thay đổi cái chất khác, nhưng mà tinh thần là một cái phản ứng một cái không phản ứng thì bài toán dễ tương tự. Miễn em biết cái chất đó là gì là được rồi. Câu 20, Quỳnh Văn. Dạ, thưa cô là câu 20D. Câu 20D. Không đúng nè. Có thể nè. 20, thứ nhất đây là một trong những cách mà sản xuất axit acetic trong công nghiệp bằng cách người ta tan mạch cái thằng này. Tan mạch. Như vậy này đúng. Ethylene hợp nước. Thì đây là điều chế ancol từ ancan này, hợp nước xúc tác là tương hóa cạn nhiệt độ, nó ra CH5OH, đúng rồi. Ethylene đây là một trong các cách điều chế aldehyde acetic này, em oxy hóa cái ethylene với cái xúc tác thì nó ra cái nhiệt độ thích hợp nên nó ra cái oxit ethylene và nó ra aldehyde, một trong những cách điều chế rất là cao bảo đó. Đáp án B này, ancol nha, không tác dụng với gì. Ancol nói chung luôn á, không phản ứng với bây giờ. Nó chỉ phản ứng với natri nó thế cái này thì rồi thôi. Còn phenol mới phản ứng với bây giờ, người ta xác cái phản ứng đó mà. Nhớ nghe bạn. Ancol không phản ứng bây giờ cho nên cô so sánh cái ảnh hưởng của gốc đây cái nhóm màu hát đó là lấy cái phản ứng này mà. Thì tiếc mà mòn quá. Câu 21. Bùi Hoàng Diệu.
Dạ, em chưa biết nữa cô. Bây giờ à, so sánh cái nhiệt độ sao em? Em nhìn nghe nè. Đây là eta. Đây là ancol. Hay này là axit. Eta nó không có cái nhóm mô hấp cho nên nó sẽ là nhỏ nhất. Không có liên kết hydro mà. Ancol thì nhỏ hơn axit. Ancol thì co bất thường rồi nhưng mà sẽ nhỏ hơn axit. Như vậy CH5OH. Đối với các axit thì em mà lớn tan nhiệt độ sao sẽ tan. Nói chung là cùng một giải đồng đẳng thì em mà lớn tan nhiệt độ sao sẽ tan. Cho nên tiếp theo sẽ là HCOH. Và cuối cùng là CH3COH. Như vậy sáp lên này sẽ bỏ vô. Thì đây sẽ là âm 24 độ C. Anh này là 38 độ C. Anh này cái thứ ba là 100,5 độ C. Và anh này là 118 độ C. Nó nhiệt độ sao sáp là nó đúng. Người ta hỏi bất kỳ một cái chất nào. Ví dụ người ta cho nhiều đề đi chẳng hạn. Đây là cái chất. Và lấy cái quy luật này để em dễ quyết cái nha. Ông cô thì nhỏ hơn cái thằng axit. Và lớn hơn những cái thằng cái thực chất không có liên kết hydro khác. Đó lớp để ý nè nha. Không hiểu thì hỏi nha. Tiếp tục câu 20 ha. Bọn cháu khuyên hỗ trợ cô làm nè. Ý thứ nhất đúng là xe quen. Dạ thưa cô đúng cô. Đúng. Thứ nhất cô khẳng định được là nó có tính axit. Bởi vì sao? Bởi vì phenol nó tác dụng với ba già sinh ra muối cạn nước. Ancol không có tính chất này nhưng phenol có, nhắc lại một lần nữa nha. Nên là C6H5O là A cạn nước. Nên nó có tính axit đây nè. Nó nhường cái proton hóa cạn như này nó sinh ra muối cạn nước. Nhưng yếu hơn axit carbonic, yếu đến mức nó không đủ sức làm nhau. Không đủ sức đổi màu quỳ. C6H5O là A. Ví dụ cái muối này, khi mà mình cho cái thằng CO2 với nước vô, axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối thì nó quay trở lại là C6H5OH. Nó ra hydro cộng nó. Phương trình thứ hai chứng minh là yếu hơn axit carbonic. Đúng. Câu thứ hai. Đúng hay là sao? Dạ câu hai là sao cô? Tạo, nó có tạo kết tủa dung dịch màu xanh lam cô. À, cái này nha. Rồi, cô bỏ chữ thẳm này màu xanh này. Thật ra nó xanh nó hơi hơi màu cái độ phất cái màu xanh lam nó hơi cỏ úa một xíu mà có người họ đặt ra thanh thản bỏ màu xanh đi cho nó đúng. Có nghĩa là green zero nó hòa tan được đồng hydroxit tạo phất màu xanh. Nè, bỏ cái chữ đó nha. Khi tham gia phản ứng trấn hương anhđi thể hiện tính oxy hóa đúng là sao quên? Dạ đúng. Đây. Phản ứng trấn hương là từ thằng bọt nitrat trên ammonia. Anh quay huyền bọt. Đây là chất oxy hóa chứ. Đây là chất khử hồi nãy. Ăn nó giải quyết cái chỗ này rồi mà. Anh để hít nó chỉ thể hiện tính oxy hóa hay cảm hydro để bị ăn côn hơn. Như vậy, chỗ này xe, tính thử. Mấy cái cao này nó dễ xe lắm nên nó bận. Nó bị oxy hóa mà. Câu số bóng đúng hay xe con? Dạ đúng cô. Acid acetic là chất lỏng không màu đúng rồi, vị chanh chua xa vị rắn chứ. Chanh là acid citric. Còn đây là vị rắn. Rắn với chanh khó quát mà. Câu số 5. Dạ câu 5 là
đây axit nè tác dụng với ancol, phản ứng với H2SO4 là xúc tác, nó sẽ tách cái nhóm OH của axit với hydro của ancol. Đây là phản ứng thế nhóm OH của axit, nó ra RCO rồi phải chạm nước, và phản ứng này gọi là phản ứng ester hóa. Phản ứng ester hóa có đặc điểm phản ứng là thuận nghịch. Như vậy câu này đúng. Nam phát biểu ba cái đúng hay cái C? Những cái câu mà đúng C như thế này chỉ ra đây đó nghe các bạn. Yeah. Nhìn lại một lần nữa, cả lớp nhìn lại một lần nữa, có ý đó. Có thắc mắc gì không? Không, chúng ta cao qua câu 23. Câu 23 sao hỗ trợ cô làm câu này? Dạ em nghe cô. Ý thứ nhất, IA đó đúng hay sai sao? Dạ đúng. Đúng, methanol là CH3OH. Ở 140 độ C, lớp nhìn ngang ngang, H24 đạt, đây là phản ứng tạo eta. Như vậy, CH3OH tạo ra CH3OCH3. Được chưa? Cả nước. Và chất này được đạt là dimetin. Metin nhé, phải etin nha. Dimetin eta. Và đây là đúng. Ví dụ họ sửa thành đi etin, bỏ cái chữ M đi là nó đã khớp rồi. Ý B đúng hay sai ta? Dạ xe cô. Xe ở chỗ nào? Dạ bị khử. À, bị oxy hóa chứ. Ancol nó bị oxy hóa chứ. Làm sao mà bị khử được. Ví dụ như vậy nha. Bị đồng oxit là chất oxy hóa. Đun nắng nó ra anđehit RCHO. Cạn CO cạn nước. Bị oxy hóa chứ. Cái này nó, từ ancol bậc 3 cô. Đúng, nó xe ở cái chỗ là nếu như ancol bậc 3 thì nó không bị oxy hóa. Bậc 1 ra anđehit, bậc 2 ra acetone, nhưng bậc 3 không bị oxy hóa. Câu C. Dạ C đúng. Lên mang giấm ethanol, đúng là một trong những cái cách điều chế acid acetic, đó là lên mang giấm thương pháp sinh hóa dưới tác dụng của enzyme, nó ra CH3COH nước, và đây là người ta làm giấm gọt, giấm lên mang là bằng cách này. Như vậy câu C đúng. Câu D. Dạ câu D đúng. Câu D đúng. Tất cả những cái gì mà liên quan với cái chữ phọt là nó trong gương axit phọt mít này, nó còn nhóm anđehit cho nên nó trong gương được. Câu A con. Dạ A xe cô. Xe chỗ nào? Dạ thứ tự nó xe. Đúng rồi, thứ tự nó xe. Rất là khó chịu này cái đề đây thôi. Vinin cà lo rua là chất này. Thì khi trùng hợp vinin cà lo rua, các bạn phải tỉnh táo khi làm nha. Thì các anh này anh sẽ ra là poly vinin cà lo rua, viết như thế này, poly mở ngoặc vinin cà lo rua, và nó phải là PVC. Còn ethylene á thì mới ra BA. Ethylene là chất này, trùng hợp nó ra BA. Còn polystyrene là ra BA. Như vậy nếu đổ theo cái vị trí này thì nó mới đúng. Cho nên xe nghiệt ngã đó. Vậy cuối cùng đáp án nào đây con? Dạ B cô. Xe là B với D, B với A. Khó chịu quá hả? Máy cao đó vô đề thi dễ bị xe lắm. Câu 24. No, đơn chất mặt thở CnHn cộng 1OH, còn nhớ không mày? Tác dụng với natri, cái câu này rất là dễ vô đề nha. Thấy thử cái đề nào nó cũng sẽ có, bởi vì nó đơn giản. Nó ra CnHn cộng 1OnA cộng với 1 phần 2 hydro. Thì số mol hydro này tính ra bằng bao nhiêu đó? Số mol hydro bằng bao nhiêu?
Dạ không phép một bán A. Không phép một bán A. Giá sẽ tỷ lệ một ha. Thì âm này tương ứng là 0,35. Được chưa? Tính sau nửa kiều. Dạ lấy 16,1 chia 0,35. Đúng rồi. Người ta lấy 16,1 và em vào lấy. Nó bằng 16,1 chia cho 0,35 là bằng bao nhiêu con? Dạ 46. 46. 46 là bỏ vô tính n bằng 2 đó là CH6. Ủa. Câu 25. Hydro hóa 0,1 mol anđehit đơn chất thu được 3,2 gam argon hóa công thức của X và mình dùng thế này đi hả? Bởi vì X là anđehit mà sinh sót dễ ra argon nó là nhỉ. Như vậy M của argon nó cũng sẽ 0,1 mol là M của nó là bằng 3,2 chia 0,1 bằng 3,2. 3,2 thì chỉ có một cái thằng này đi nhá. Mà để ra cái argon này thì anđehit này HCHO anđehit cạn hydro xúc tác niken nhiệt độ ra là cái argon mặt màu. Argon mặt màu oxy hóa thì ra anđehit. Câu 26. Tính dùm cho cô cái số mol CO2 là bao nhiêu? Không phải tám. Số mol nước là bao nhiêu lên? Lên. 1,1. Xây ra cái giả đồng đẳng nào? Trả lời cho cô giả đồng đẳng nào đây Hiền? Hiền ơi. Là giả đồng đẳng ăn con thôi. Nãy giờ đi đâu giờ mới trả lời vậy? Cái nước lớn hơn CO2 là ăn con. Đồng đẳng kế tiếp thì có bậc tứ giả trung bình là đơn giản nhất. Đây là công thức của ăn con. Nó ra N trung bình CO2 cạn N trung bình cạn một nước. Dạ. Yeah. Cái anh này lái nước từ CO2 là ra này là 0,3 mol. Yeah. Chỗ này là 0,8. Như vậy N trung bình nó bằng 0,8 chia cho 0,3 bằng 2,663. Trung bình của hai đồng đẳng kế tiếp 2,663 là CH mà CH6 đây C3 hết 0,8. CH C3 nhưng phải nhớ nó là âm con chứ đừng có đổ lên âm con trước sẽ tán mất cái mặt. Câu 23. Trả lời cho cô cái cách nào để tính nhanh nhất đây? Quỳnh Văn. Dạ thưa cô là lấy MC cộng MH. Đúng rồi, cái câu này mình giải quyết rất là nhiều lần rồi. Thậm chí người ta cho bao nhiêu hydro carbon nó cùng hay là không giả đồng đẳng gì kệ, miễn là hydro carbon ha. Cái này CX khác y mà. Lúc này số mol CO2 là 0,4. Số mol nước là 0,6 hả? Đúng không Lớp? 0,6. Như vậy, bảo toàn khối lượng mình nó tổng cái khối lượng carbon này này tách ra là ra CO2 hydro ra nước. Cho nên em mà nó bằng MC cả MH là nhanh nhất. Là 0,4 nhân 12 là khối lượng carbon. Cộng với hydro là 0,6 nhân 2. 6 gram hơn. Câu 28. Một cái đống bổ toàn bay mà giả biết đó, các bạn gì nhờ coi lẹ là có clip đó coi lẹ đi nè nó ra.
CH bóng là 0,15 mol. CH2 là 0,09. Hydro 0,2. Nung nán X với niken nhiệt độ ra một cái hỗn hợp A. A này cho vô brom thì thấy delta mà bình tan là 0,82 gam. Thoát ra một cái hỗn hợp giấy. D giấy so với Hele là bằng bóng. Xây ra M mà giấy là bằng 32. Hỏi số mol brom đã tham gia phản ứng. Bây giờ tính cái số mol hydro tham gia bên này thì sẽ xây ra được cái số mol bi, hoặc số mol bi nên nó sẽ bằng cái số mol brom tham gia phản ứng. Và mình xác cái hỗn hợp X này, NX, tổng NX là bằng 0,15 cạn 0,2 là 0,35 cạn 0,09 là 0,44 mol. Và NB ở trong X, NB trong X, B thì chỉ có cái thằng acetylen mới có B là bằng 2 lần là 0,18, bởi vì nó hơi B của meta không có. Và MX nó bằng bao nhiêu? MX là cạn 3 cái M này cạn để là bằng bao nhiêu? Các bạn bấm má đây này, 0,15 nhân 16 cạn 0,09 nhân 26 cạn 0,2 nhân 2 M mà X bằng bao nhiêu? Mà biết nói cho cô với. Năm phải mười bốn cô. Năm phải mười bốn. Như vậy, quay qua cái A, chắc chắn MA cũng bằng 5,14. Được chưa? 5,14. Việc của chúng ta là chúng ta phải tính thử NI nó còn lại bao nhiêu thì sẽ tính được cái NB ở trong này. Bây giờ MI 5,14 sẽ bằng 0,82 cạn với M giấy. Như vậy suy ra M giấy nó bằng bao nhiêu? 5,14 trừ 0,82 bằng bao nhiêu? Nhập 4,32. 4,32. Xây ra N giấy nó bằng 4,32 chia cho 32. Là bằng bao nhiêu? Không phải 135 luôn. Không phải 135 luôn. Từ từ. Cô tính lộn đây bằng 16 đấy. Bóng nhân bóng bằng 16. Chứ không phải 135 là sơ từ bằng ở xa 16. Mà chỗ này bằng 16 thì chỗ này là không phải khai bả đúng không? Dạ đúng. Không phải khai bả. Bây giờ giải quyết sau để ra cái số mol mà Ron tham gia phản ứng.
Ê nó khoảng gì? Vẫn là mê tan. Có thể có xe H4, CH6, CH2 và có thể có hydro dư. Được chưa? Mình đạt cái số mol có hai chất mà nó tác dụng với baron đây. Cô đạt đây là x mol, đây là a mol này. Được chưa? Còn tổng ba cái chất này là không phải hai bả môn nè. Vậy cô có phương trình thứ nhất là phương trình khối lượng 28x cạnh 26a bằng 0,82. Đó là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai, bây giờ tổng cái số môn a, mình thấy nè, NA nó sẽ bằng 0,23 cạn x cạn a. 0,23 là cái NA giấy đó, cạn x cạn a. Mà NA thì nó bằng N NA bằng NX trừ cho delta NB dòng. Tổng cái số B ở trong A là bây giờ mình tính nè. NB ở trong A. Nếu đạt đây X nè, đây A thì nó bằng x cạn 2a. NB ở trong A bằng x cạn 2a. Như vậy delta NB giảm nó sẽ bằng 0,18 trừ cho cái NB trong A là trừ cho x cạn 2a. Và nó bằng NX là 0,44 trừ cho x cạn 2a là trừ cho NA. Bây giờ mình mới thế vô nó ra cái phương trình thứ hai. Vậy là ta có là 0,18 này nha, trừ x trừ 2a nó bằng 0,44 trừ cho NA. NA là 0,23 cạn cho x cạn cho a. Rồi đây là phương trình thứ hai, em bỏ cái phương trình thứ hai đây vô, em dễ dùm cho ta là x bằng a bằng. Các bạn thấy khó thì cô viết gọn gọn lại để cho nó nhìn vô hình ảnh của sát cái chỗ này tập tự nó hơn. Thầy nói dễ đi ra x bằng y ra.
x bằng bao nhiêu và y bằng bao nhiêu ha? Dạ, 0,0 mẫu. X bằng 0,0 ha, y bằng 0,0 mẫu. Xây ra NB ở trang y. NB á, trang y là bằng cái số mol brom phản ứng là nó bằng x cạn ha a ấy. Là bằng 0 thôi. Ủa 0,0 ha với 0,0 mẫu hả? Thì nó bằng 0,04 mới không có đáp án à? Không phải tâm ha. Không phải tâm ha, không phải ba. Đúng rồi cả này thôi. Sửa lại đáp án. Đây một cái đáp án D vô. Được chưa? Có cần giỡn lại không lớp? Cần giỡn lại cái chỗ B không? Chép chưa nè, cô sọt lại cho nó gọn gọn hơi xí không nó cứ bỏ nó chết rửa thôi, cô chưa nó chặt chặt. Nhìn nha. CH bóng. CHH. Hydro với số mol đây là 0,44. M bằng 5,14. Và NB là bằng 0,18. Thì nó ra thứ nhất á, là CH bóng và hydro giữ nguyên không có phản ứng. Anh này là CH6. Thứ tư á, là CH bóng và CH2. Anh này hỗn hợp Y. Cô viết nó đổi màu lạ bởi vì sao? Cái đó nó sẽ tác dụng với brom. Khi mà đi qua brom, thì delta M tan nó sẽ bằng M của CH bóng cạn với lệ CH. Và như vậy khi giấy còn lệ là CH bóng, hydro và CH6. Mình tính ra M giấy nó bằng nam phách mười bóng trừ đi m của CH bóng cạn m CH. Như vậy nó bằng bốn phẩy, nãy là bốn phẩy mấy em, bốn phẩy mấy nãy tính đó kìa, không phải tính ha. Bốn phẩy ba ha đúng không? Là giấy bằng 4,3 ha, đem chia cho 16 là bằng 0,3. Như vậy nguyên cái đống này số mol nó bằng 0,3. Vậy cô đạt đây bằng x mol nè, đây bằng y mol. Thì mình có NA nó bằng 0,3 cạn với x cạn với a. Được chưa? Là y bằng 0,3 cộng với x cộng với y. Thì bây giờ nx trừ na y. Giờ nb trang y á là bằng x cộng 2a. Như vậy xảy ra delta nb nó giảm. Nó bằng là 0,18
trừ cho tổng x cạn hệ A mà ta có delta NB giảm, nó luôn luôn bằng delta N hỗn hợp giảm bằng số mol hydro phản ứng á. Như vậy NX trừ NA là 0.44 trừ cho 0.37 cạn x cạn A, đây là delta N hỗn hợp giảm, nó bằng delta NB giảm là 0.18 trừ cho x cạn 2A. Đó, ra một phương trình. Phương trình thứ hai là phương trình khối lượng. Phương trình khối lượng là 28x cạn với 26A là bằng 0.82. Thì dễ nó ra ha. Mình sẽ lấy nhanh. Yeah. Giải quyết các câu 29 liên quan đến cái độ rượu và liên quan đến hiệu suất một xí, các bạn đặt bài cho kỹ. Cô xóa đề câu 28. Cứ hạt chạm mà tới cái bài khó là nhiều bọn thoát ra nghỉ. Tới cái bài dễ thôi chứ hạt chi đây, hạt đâu biết là chi. Tới cái bài khó không cố gắng nha, bỏ. Hai mươi kg glucose chứa trong nước quả nho thu được phê lít và mười độ. Độ rượu là gì? Độ rượu là tính bằng phần trăm thể tích, có nghĩa là 10 độ, có nghĩa là 100 lít vào này thì có 10 lít là CH2O nguyên chất, còn lại 90 lít nữa. Bỏ qua sự biến đổi về thể tích nhỏ nhỏ thì đó là cái giá trị. Hiệu suất phản ứng lên men đạt 95%. Ancol nguyên chất có khối lượng riêng là 0.8 ml. Giả thiết trong nước quả nho chỉ chứa một loại đường là gluco, tính giá trị V gần nhất. Thì bây giờ từ cái glucosa là C6H12O6, khi nó lên men thì nó tạo ra CH2H5OH cạn HCO2. Được chưa? Hiệu suất này là 95%. Thế bây giờ mình tính ra khối lượng rượu thôi dễ. Và đây 180 kg thì đây là 92, là 2 x 46 là 92 kg tương ứng. Dùng cái quy tắc sản xuất như vậy, đây là 20 kg thì xây ra là cái khối lượng CH5OH là bằng bao nhiêu? Nó bằng 20 nè nhân cho 92 chia cho 180, sau đó là hiệu suất là 95%, là nhân tiếp 95 chia 100. Như vậy em xây ra được M của CH5OH này nhé bằng bao nhiêu? Dạ, 9.7. 9.7 kg. Đây này, gram trên millilit thì nó chính là bằng kg trên lít nha các em, đều là nhân 10 mũ 3 ấy. Bây giờ cô tính ra lít. Đây là khối lượng nguyên chất, nhưng mà độ rượu là người ta tính qua phần trăm thể tích, cho nên từ khối lượng xây ra thể tích CH5OH nguyên chất. Thể tích nguyên chất V D là bằng M chia V, cho nên V bằng M chia D là bằng 9.7 chia D là 0.8. Bấm má cho cô thử bằng bao nhiêu lít? Dạ 12.2 lít. Xây ra cái thể tích của dung dịch 10 độ, có nghĩa là 10 lít nguyên chất thì được 100 lít dung dịch. Như vậy xây ra 10 độ là bằng 100. 12.2 nhân cho 10 chia 100 là bằng 122 lít dung dịch rượu. Vâng.
thì các bạn đó liên quan đến xử lý các cái thông số như vậy thôi. Và tóm tính xuôi rất là dễ, nhưng mà khi để như thế này các bạn vẫn cứ thấy khó chịu, đặc biệt là đến bây giờ giờ mà cao hơi 9 giờ đó vẫn thấy khó chịu liền. Câu 30 của cái đề này. Hỗn hợp A của chúng ta gồm các oncol metilic là CH3OH, một các oncol đơn chất không biết no đó. Mặc dù nhìn cái đề này thì dễ rồi, người ta đều cho no hết, cho nên em có thể cho nó là CNH hay là cả màu OH gì đó. Đây là tổng á, là 2,76. Ngon. Nếu như nó tác dụng với natri thì thu được 0,03 mol hydro. Vậy thì bảo toàn cái hydro ra cái nhóm OH, mình xây ra được cái số mol của hỗn hợp á là ancol á là bằng 0,06. Cũng từ cái lượng này người ta oxy hóa bởi đồng oxit, oxy hóa hoàn toàn bằng COO, thu được hỗn hợp hai giấy. Thì bây giờ nha, cái CH3OH này nó sẽ ra HCHO. HCHO. Các anh còn lại chưa biết, nó có thể là ra LR nếu ông con bằng ha. Nó có thể ra là đây là LR CHCO OH LR CHO hoặc là LR CO LR khác gì đó. Nó ra vào một trong hai trường hợp này. Được chưa? Nếu LR CH đi tấm gương thì nó chia ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là HCHO và LRCHO. Thì anh này nó ra bóng bạc. Anh này ra hai bạc. Nếu như mà HCHO và LRCO, LRFX có nghĩa là ông quân bạc ha, thì các anh này ra bóng bạc và các anh dính là không ra bạc. Em hiểu cái lý thuyết không? Cô bấm tới cái lý thuyết, em hiểu cái vấn đề không? Dạ hiểu. Thế bây giờ người ta hỏi công thức của X ha. Đơn giản. Bây giờ mình đặt đây là X, đây là A. Như vậy X cạn A là bằng 0,06. Cô chia hai trường hợp, cô đừng có dính, bởi vì nó bán em mờ cho nên cô dính cái lần này nó vậy. Đây X, đây A. Bóng X kha A. Và cái số mol bạc là bằng 12,96. Chia cho 108 là bằng bao nhiêu các em? 0,10 mấy? Dạ 0,12. 12. Như vậy 4X cộng với lại 2A là bằng 0,12. Loại đúng không? Đúng chưa? Loại. Không phải nó âm. Vậy trường hợp thứ hai, X cạn A bằng 0,06. Đây X, đây A. Như là đây 4X. 4X bằng 0,12. Như vậy xây ra X bằng 0,03 và A cũng bằng 0,03. Đó, quay qua này. Tính lại ra hỗn hợp. Từ X bằng 0,03 và Y bằng 0,03. Ta xét cái hỗn hợp X bằng nào. Như vậy là 0,03 nhân cho 32 là ancol metilic. Cảm với là 0,03 nhân cho M mà lớn của LROH là bằng 2,36. Như vậy xây ra em mà lớn của LROH là bằng bao nhiêu?
Dạ, bàn 60. Bàn 60. 60 và anh này phải là bậc thang nha. Bởi vì nếu bậc 1 nó trống gương rồi, nhưng ta dễ nhầm giữa đáp án B. Nó là không trống gương, xác hết trường hợp này không trống gương này. Cho nên các anh này phải vào đây. Nó không có khó nhưng có thể làm cho các bạn lú á. Được chưa? Cái đề thứ 3. Còn cái đề thứ 3 nữa. Để dành hả? Bữa sau chứ giờ nghỉ 11 giờ rồi. Nghỉ hả?